Em sai rồi. Không, là anh sai. Anh nhận mình sai rồi. Tại vì anh biết tôi yêu anh nên sẽ mũi lòng, tự dày dò bản thân mình, trở nên tiều tụy gầy gò. Rồi sau đó anh sẽ chia tay tôi với cái lý do là em khác xưa nhiều quá. Để gọi anh sugar sugar, Ajinomoto Ajinomoto, quen nhỏ khác đúng không?